Chiều ngày 7 tháng 1, Công an huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước đang tạm giữ hai đối tượng Nguyễn Hữu Mỹ, 35 tuổi và Lê Văn Thắng, 31 tuổi, cùng ngụ huyện Bào Bàng, tỉnh Bình Dương. Cùng tang vật là chiếc xe ô tô bán tải và 40 kg pháo nổ để điều tra làm rõ hành vi vận chuyển pháo lậu. Trước đó, chiều tối ngày 6 tháng 1, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân có hai thanh niên đi trên xe ô tô nghi vấn vận chuyển pháo nổ tại khu vực xã Thiện Hưng. Công an huyện Bù Đốp nhanh chóng phối hợp với bộ đội biên phòng Bù Đốp và công an xã Thiện Hưng triển khai lực lượng tổ chức chốt chặn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Mỹ điều khiển xe ô tô bán tải hiệu Nissan mang biển số 61C29927 chở Thắng. Bên trong có 3 bao tải màu vàng chứa 20 khối hình hộp với tổng trọng lượng 40 kg. Bước đầu, các đối tượng khai nhận số hàng hóa này là pháo nổ mua lại của một người đàn ông lạ mặt tại ấp 3, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp. Trong quá trình vận chuyển về Bình Dương sử dụng thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.